cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng. Lá vàng khô khóc lá xanh rơi, chim chóc ngừng bay đứng cầm cây cỏ hơn trách gió xa xôi, gió xa ai thổi tới lá ly cạnh buồn lắm người ơi. Lá vừa đơm lên cánh xinh tươi, chim chóc về chưa mơ được mơ, gió bão cuồng xô lá xanh rơi, lá xanh đâu tội lỗi để lá vàng thương tiếc đầy vơi. Ngày nào tìm ra cho cánh xưa lá đơm nụ cũng là ngày mẹ Việt Nam tôi không còn thấy đám con nổi trôi. Gió ngừng gieo bão tố gió ơi, cho kiếp trần gian sông được dài.
cho hận sầu tan biến đi thôi. Lá xanh xanh màu mới, cho lá vàng ngừng khóc mà thôi. Thank you.
Trần Vinh Hoàng thọ tâm y giới pháp dân tâm thần và như ngày 24 tháng 6 năm ngày 1000 tháng 4 nguyện trên thưa chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng hộ pháp long thiên già chân thế thì phương tinh chuyên câu vế trọng viên trừ đà hải chúng bồ tát rồi nam mô tâm tình đà hải chúng bồ tát nam mô tâm tình đà hải chúng bồ tát ma tát nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật là hai người cầm cây thank you.
thành cúc giai hồi hương cầu nguyện cầu sanh thối bồ tát như bàn nữ lo nguyện vị tứ công đức lo phổ cận thư nhất thiết hàng sanh giai công thần Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chúng từ rồi hôm nay là ngày lễ tình lễ tang lại đi mày ơi từ chiếc keo nữa mày ơi có gia mô hiến quyến hiền thê nguyễn thị Nguyễn Tấn Tài Huỳnh Thị Thu Phương Trần Quốc Tuấn Anh quay lại đây và gọi lại hợp đó thầy ha Tấn Kiều vợ con lại lại à Nguyễn Tài Tâm vợ con lại 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 nhập một cuộc tới đây thì vô đi làm dấu hiệu mà lên nữa lên nữa lên nữa giờ nãy qua đi nãy qua nãy qua rồi rồi nãy qua nãy qua Thank you.
khắp hôn có rồi không hồn hồ được mơ màng mơ chợt tỉnh điểm trà lễ hương linh đi ba tham mô cam lộ dương bồ tát có sinh có tử có luân hồi vô sinh vô tử vô khứ lai sanh tử khứ lai đô thị ngọn tóc phao trồng thế thượng tiên đài tạm nơi cõi trần này nhân viên mang hồn về nơi quê cùng vậy hương linh na hãy tỉnh thần lắng thức mà nạp thọ lời pháp ngự theo câu hồng danh đức Phật Di Đà quán nam mô thiên dòng đạo sư A Di Đà Phật nam mô thiên dòng đạo sư A Di Đà Phật mày đi cơm giữa con không dân đi trà đưa lên chán nha. Đưa lên chán mì hương linh na phù không ơi đây ngọc giới đây lòng đây tình còn động trong tâm tưởng ơn nghĩa sanh thần chân nghĩa sanh thần con trẻ chưa trả tây bưng chứng minh gia hộ cho hương linh thọ dũng bữa cơm khiến phản dòng trà lại hương linh đi hai lại biển thật biết thấy chưa nó còn luôn thì đừng nằm mơ tắt ta đắc ta đắc ta đắc ta cùng hiến trà khởi thông lời hương linh đi nhị a ba nam mô mỹ hương trai bồ tát nam mô mỹ Trần Thảo Vân cùng cháu Nguyễn Tấn Lộc Nguyễn Tấn Tài Anh Nguyễn Thu Phương Trần Quốc Tuấn Anh Trần Quốc Tuấn Phong cùng đảng đảng gia quyến thành tâm thiết lễ nhập một kỳ siêu thọ tang cúng cơm phục vì quả quán hương linh tấn danh Trần Minh Hoàng pháp danh tâm thành quản lý ngày 25 tháng 6 năm 2018 Nguyễn Duy Đồng tới 45 tuổi nguyện cho hương linh thần hồn sáng suốt nghiệp giúp trần lao sen kinh phẩm sinh về phòng thương pháp mười phương hồn ở phương tây
Đức Di Đà tiếp dẫn nơi đây, ngài Địa Tạng nắm tay Tiêu Diêu miền Tân Đô. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp sự duyên thành gia quyến truyền niệm tà trong chung cùng trái báo mạng. Khởi thân lễ hướng linh thần tóc tử y bá. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Khởi thân đứng dậy lễ thối ban. Thank you.
nay nghe gió lạnh, lòng còn nhớ đêm cha như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha, nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh, sợ con ướt dưng trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ con mãi không quên, với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha xa ngàn ngày đêm nuôi con lớn thank you.
Nấu cao vậy hả? Thank you.
Thank you.
cùng tinh gia phù thủy tiền sư hương linh. Vậy xin mời gia quyến chúng ta cùng đón về đây Phật tiền và thỉnh quý Phật tử chúng ta trang nghiêm đạo tràng để đức tâm này cùng tụng tinh gia phù thủy tiền sư hương linh. Nam mô A Di Đà Phật. Tăng bồ đề,
phương tận thứ công giới con nam mô phổ quang phật nam mô phổ minh phật thứ phật nam mô chi đại quang phật nam mô a di đà phật phật nam mô nhất thiết thế gian nhào kiến thường đại tinh tấn phật nam mô từ lực vương phật nam mô từ tạng phật mô bảo cái chiếu công tự tài lực gương phật nam mô hương văn bảo hoa quan phật nam mô đủ ly trang nghiêm gương phật trang nghiêm công đức phật nam mô hương văn bảo hoa quan phật nam mô bảo liên hoa thiên giới tài thắng a di đà phật như thị đẳng như thiên thế giới chư phật thế tôn thường trụ tại thế thì chư thế tôn đương trừ niệm bảo thiền sanh tùng đô thiền sanh từ vị lai sở đã chúng coi như tự tác như họ tâm pháp nhớ cần diệt kiếm tâm tinh chính họ giai xuất bản các vì những thiết âm thanh hai bổ xuất vô tập nhân từ tổng tư vị lai chúng ta thiết kiếm tâm họ tâm pháp công đức này vừa chia tôi thắng cập đoàn cái như thủy tội thắng trang nghiêm còn ngã di bốn trường chư như lai tội thắng nghi phùng tội thắng thương mà thương thiêu hương thứ đẳng chúc ba những nhất dài như chiều cao đồ ngã tóc cung dường thứ như lai thầm tình những thiên tam thế phật tâm di hồi hướng ảnh nguyên lực mô biên cung dường chư như lai ngã tích sờ tạo chữ ác nghiệp chay cho vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ý chi sờ xanh thập phương thương thiết như chúng sanh nhị thừa hồ học cầm gió học nhật thiết như lai như bồ tát sở hồ công đức giai tùy thị thập phương sở hồ thế gian đăng tôi sơ thành chúng bồ đề giá ngà kim tâm ma cũng đôi trước phật tiền thiên lệ phúng tùng hồng dân bồ sám cập niệm phật công đức pháp danh tâm thành nguyện sanh một chín bảy tư vạn ư ngày 24 tháng sáu năm mậu tuất hưởng dương trần thế 45 tuổi nguyện cho hương linh cùng đảng đảng chư vị hương linh cụ huyền pháp tổ nói ngọn gia nguyên thúc phá đệ huynh cô dì tỷ muội chư vị hương linh cư ngụ nơi đây được lai đáo đàn tiền nghe lời tinh tiếng kể giác ngộ mộng tròn anh tình đồn phổ nguyện kể âm được siêu thoát người dương hướng thái bình pháp giới nhân thiên tình giữ vô tình thề dài tài đạo phát do thượng tông tự quy pháp mà lương nguyện chúng sanh dập tính tán ca trí tuệ như hải tự quy tăng ca lương nguyện chúng sanh đi đại chúng
Người ta đi rồi bóng bóng